Bạn ơi, bạn làm gì để vượt qua nỗi buồn? Ai trên thế gian này cũng có những nỗi buồn của riêng mình, và chẳng có gì ta phải xua đuổi và hắt hủi những nỗi buồn ấy. Thời tiết đẹp là có nắng, có mưa, vườn hoa đẹp là phải có vài chú sâu và bướm. Người hạnh phúc vẫn sẽ có những nỗi buồn dịu êm. Buồn chán, lo âu là dĩ nhiên và mình phải chấp nhận nó thôi. Có điều chúng ta phải biết cách cân bằng các nguồn cảm xúc lại. Pha ngay một bình trà hoa cúc gạo lứt quê Việt chiêu chiêu. Trà hoa cúc gạo lứt quê Việt có hương vị thuần khiết, ngọt thanh nhẹ. Mỗi gói trà pha với 1,5 lít nước, uống thay nước lọc hàng ngày. Nước trà màu nâu nhạt, thơm hương của gạo lứt, các loại hạt ngũ cốc giang và hoa cúc. Trà hoa cúc gạo lứt giúp thanh nhiệt, giải độc gan, hỗ trợ giảm mỡ máu và tăng cường hệ miễn dịch. Hạnh phúc có đâu xa vời từ những điều nhỏ bé trong ta. Quan trọng là bạn có muốn thực sự cảm nhận được nó không, bạn nhé. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Một người uống trà không chỉ là uống trà mà còn là đang cảm nhận cảm giác thư giãn một mình, là khoảng lặng sau những xô bồ, là cảm giác dễ chịu không chút gò bó, hơn cả là sự trưởng thành qua năm tháng. Trà hoa cúc gạo lứt quê Việt với 6 thành phần từ thiên nhiên gồm gạo lứt, đậu đen xanh lòng, đậu đỏ, kỳ tử, hoa cúc, dạ đen, pha với 1,5 lít nước là có ngay một bình trà thanh nhiệt hỗ trợ mát gan, giúp điều hòa huyết áp, tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng cho cơ thể. Có thể sử dụng uống hàng ngày bởi trà hoa cúc gạo lứt quê Việt ngọt ngọt dễ uống. Tạm gác lại những lo âu sang một bên để tinh thần được thư giãn và cảm nhận được vị trà hoa cúc gạo lứt quê Việt trọn vẹn nhé. Chúc các nàng có một ngày an lành bên chén trà hoa cúc gạo lứt quê Việt. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Ở quê tôi cứ đến hè sung chịu lắm. Cứ như thường lệ, mỗi sáng tôi sẽ lên rừng hái sung giúp ngoại để bán cho người ta. Năm nay mùa sung sai lắm, chùm nào chùm ấy chiều chịu, mọng mượt, lúc liều từ gốc đến ngọn. Đi hái sung thì thích nhất cái không khí ngọt lành của núi rừng và nhâm nhi thêm một ly trà gạo lứt thơm hương ngọt vị nhà quê Việt thì tuyệt vời còn gì bằng. Cái vị trà gạo lứt quê Việt này ngọt ngọt thanh thanh dễ uống lắm, vị trà thì cực kỳ ngon. Sáng nay trước khi lên rừng đã kịp lấy gói trà gạo lứt mang theo để lúc nào mệt quá lôi ra pha uống, bổ sung nước, giữ năng lượng cho cơ thể. Một gói trà bé xíu thế này nhưng lại đa di năng lắm nhé, vừa giúp thanh nhiệt lại đẹp da, giữ dáng nữa. Ngồi thêm lúc nữa ngoại lại không kịp giao sung cho khách mất, phải về thôi. Cảm ơn cuộc đời vì mình vẫn có được những giây phút thư giãn như vậy. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Cả đám đi làm nương về, nhiều đứa chào tạm biệt mẹ núi về sớm với gia đình, còn mình chưa về vội muốn ở lại thêm chút nữa. Về sớm hay về muộn thì cũng là cái nóng ba mấy độ à. Suối ở đây rất nhiều ốc, thế là sắn tay kiếm vài con, vậy là không phải nghĩ món cho cơm chiều rồi. Làm nương rồi lại bắt ốc vừa mệt vừa háo nước, thèm một cốc trà gạo lứt quê Việt. Lúc nào cũng mang theo người, vậy là đem ra pha liền. Trà gạo lứt quê Việt là sự kết hợp tuyệt vời giữa đậu đen xanh lòng, đậu đỏ, gạo lứt, kỳ tử, hoa nhài, cỏ ngọt và là một thức uống thanh nhiệt chân ái vào mùa hè. Chỉ cần cho một gói trà vào bình ủ với nước sôi trên 80 độ từ 10 đến 15 phút là có thể uống được rồi. Mỗi ngày pha một gói trà với 1,5 lít nước, vừa uống giải khát vừa tốt cho sức khỏe. Nếu thích uống lạnh có thể cho thêm đá hoặc đem ủ lạnh từ 30 phút đến 1 tiếng. Uống nốt ngụm trà quê Việt rồi về thôi, kiểu mọi người trong nhà lại mong. Còn các bạn, thời tiết này bạn sẽ uống gì? Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Quê hay phố đều có những khoảng trời thú vị riêng, dù ở đâu thì vẫn có những cảnh đẹp riêng. Hôm nay trời nóng, gió không chơi đùa với mây, nắng chang chang, mỗi người sẽ có một thước đo nhan sắc khác nhau. Người thích thon gầy, người lại mê tròn tròn một chút. Uống trà cũng vậy, loại trà yêu thích sẽ nói lên tính cách của người thưởng trà. Nếu bạn chọn trà thảo mộc Quê Việt, cho thấy bạn là người có ý thức cao về sức khỏe, chiều chuộng bản thân và thích sự khác biệt. Khác biệt so với những loại trà khác, trà thảo mộc Quê Việt là thức uống không chỉ thơm ngon mà còn ít calo, tốt cho sức khỏe. Trà thảo mộc Quê Việt sử dụng gạo lứt, kết hợp đậu đen xanh lòng, đậu đỏ, hoa oải hương, hoa nhài, cỏ ngọt, nấm linh chi đỏ, lá nếp giúp cung cấp một lượng lớn khoáng chất cùng các vitamin dồi dào cho cơ thể. Uống một tách trà thảo mộc Quê Việt đều đặn mỗi ngày sẽ giúp thanh nhiệt, giải độc tốt cho sức khỏe, giảm căng thẳng mệt mỏi lo âu và tốt cho tim mạch. Hãy cùng Quê Việt học cách yêu thương bản thân ngay từ hôm nay để đón nhận cuộc sống theo chiều hướng tích cực hơn nhé! Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chén trà xanh vị hương thơm, hương trà xanh quyện như ôm đất trời. Tôi vẫn tự hỏi văn hóa uống trà Việt Nam có từ bao giờ. Hương trà đã là một phần trong tuổi thơ, càng lớn lên trà càng đa dạng. Giờ đây uống trà đôi khi không phải vì hương vị mà uống cả một ký ức thương nhớ. Đây là trà thảo mộc Quê Việt. Trong một gói trà thảo mộc Quê Việt sẽ có gạo lứt, đậu đen xanh lòng, đậu đỏ, hoa oải hương, hoa nhài, cỏ ngọt, nấm linh chi đỏ, lá nếp. Đây đều là những thành phần tự nhiên giàu vitamin và khoáng chất, tốt cho sức khỏe. Trà thảo mộc là dòng trà mới nhất của Quê Việt giúp thanh nhiệt, mát gan, cải thiện giấc ngủ, phù hợp thực dưỡng, eat clean, giảm cân, giữ dáng. Pha một gói trà với 1,5 lít nước nóng trên 80 độ và ngâm trà từ 10 đến 15 phút, khi thấy trà thơm hương, đậm vị là uống được. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.